Kết thúc phiên hội nghị trực tuyến chương trình kết nối tiêu thụ vải thiều Bắc Giang năm 2021 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Bắc Giang tổ chức đã có những hợp đồng đầu tiên được ký kết và người tiêu dùng Hà Nội thì hiện đã có thể mua vải thiều chất lượng cao của Bắc Giang tại Bixi Thăng Long với giá là 25.900 đồng 1 kg. Hệ thống loa phát thanh tại siêu thị liên tục giới thiệu thu hút khách hàng. Không những vậy, ngay từ khi hàng vừa được trưng bày đã thu hút một lượng lớn khách hàng tham quan và lựa chọn sản phẩm. Có cái mức giá như thế này thì là rất là hợp lý. Thậm chí mà tôi có thể nói là trong siêu thị mà nó còn rẻ hơn cả ngoài chợ nữa cơ. Ngoài chợ thì giá nó cũng khá là cao đấy. Ở đây trong hôm nay tôi vào đây tôi thấy là giá là cũng rất là hợp lý. Mà quả cái đấy tôi cũng xem qua rồi, quả rất là đẹp, ngon, mọng. Dự kiến trong tuần đầu tiên của tháng 6 đã có hơn 50 tấn vải của Bắc Giang sẽ được cung cấp cho hệ thống siêu thị Bixi & Go trên toàn miền Bắc. Tùy vào tình hình cái diễn biến của dịch bệnh để có những kế hoạch mà cụ thể hơn. Với chúng tôi thì một sản phẩm phải đảm bảo chất lượng được tuyển chọn, đó là tiêu chí đầu tiên để chúng tôi lựa chọn sản phẩm vào trong hệ thống đại siêu thị Bixi & Go. Và bên cạnh đấy thì tất cả các sản phẩm của bán trên hệ thống của chúng tôi thì đều được kiểm soát rất là nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung, cũng như là giai đoạn này là kiểm soát về phòng dịch. Thì các cái nhà vườn thu gom cũng như phương tiện vận tải cũng như là lái xe đều đáp ứng các tiêu chuẩn mà Bộ Y tế cũng như là Giao thông Vận tải đã hướng dẫn. Việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại hệ thống các siêu thị bán lẻ uy tín trên toàn quốc là một trong những hoạt động quan trọng của ngành nông nghiệp trong bối cảnh toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng đang phải gánh chịu rất nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với Bắc Giang về cả các cái tỉnh lân cận khác để chúng ta đưa hàng của bà con nông dân, đặc biệt các sản phẩm mùa vụ, đưa vào các cái chuỗi siêu thị, phân phối và tạo không gian mua sắm tiêu dùng cho người dân. Vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh nhưng vừa đảm bảo được cái giá trị của các cái sản phẩm nông sản mà các chuỗi siêu thị chúng ta thu mua, đảm bảo giá trị của người dân và đảm bảo kể cả lợi ích của các cái cộng đồng doanh nghiệp có liên quan. Cái thứ hai là ngoài bán trực tiếp tại siêu thị để hỗ trợ nông dân trồng vải, hệ thống siêu thị Bixi & Go lần đầu tiên sẽ tổ chức chương trình kích cầu tiêu thụ quả vải trên kênh online với tên gọi Ngày hội vải thiều. Chương trình diễn ra từ ngày 5 tháng 6 năm 2021 đến ngày 20 tháng 6 năm 2021 trên nền tảng thương mại điện tử thông qua các kênh của hệ thống siêu thị và đại siêu thị. Tổng sản lượng tiêu thụ qua chương trình này dự kiến khoảng 100 tấn. Như chúng tôi đã thông tin, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gửi Cục Báo chí Bộ Thông tin Truyền thông về việc đề nghị các cơ quan báo chí không dùng từ giải cứu khi tuyên truyền về việc tiêu thụ nông sản nói chung và quả vải thiều nói riêng, thì hiện tại một số điểm bán trên địa bàn thành phố Hà Nội cụm từ giải cứu cũng đã không còn được sử dụng khi phân phối nông sản của Bắc Giang, mà thay vào đó là cụm từ kết nối hỗ trợ. Đây là tài khoản Facebook của một nhóm thiện nguyện hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con Bắc Giang. Cụm từ giải cứu đã không còn xuất hiện trên các dòng trạng thái. Thay vào đó là cụm từ ủng hộ và hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Nhưng mà như nhóm của chúng tôi thì sẽ sử dụng cái từ là ủng hộ thôi ạ. Bởi vì là tôi cũng ý thức được rằng là những cái việc làm của các cái nhóm từ thiện mang tính chất là tự phát như thế này thì cái mức độ và cái quy mô của nó cũng rất là nhỏ. Cũng như là cái sản lượng mà mình có thể hỗ trợ được bà con tiêu thụ ấy thì nó cũng không lớn. Vì vậy nên là gọi là từ cứu thì nghe nó hơi quá. Nên là chúng tôi cũng thống nhất là sẽ dùng từ ủng hộ. Đấy thì là sẽ là hỗ trợ và ủng hộ bà con để tiêu thụ nông sản của Bắc Giang. Từ thời điểm ngành nông nghiệp, chính quyền và người dân Bắc Giang kêu gọi không dùng từ giải cứu trong tiêu thụ nông sản, nhiều cơ sở phân phối nông sản tại Hà Nội đã quyết định tháo biển giải cứu. Tuy nhiên, lượng khách đến mua nông sản vẫn rất đông đảo. Mỗi ngày, cơ sở này đang hỗ trợ tiêu thụ từ 10 đến 12 tấn vải và từ 7 đến 10 tấn dưa hấu cho bà con tại Bắc Giang. Chị Tuyết, chủ điểm phân phối cho rằng, việc phân phối nông sản ở đây đơn thuần là tạo thêm một kênh phân phối nông sản cho bà con tại Bắc Giang.
Vải Bắc Giang có hai loại, một loại là vải sớm, từ 20 tháng 5 cho đến khoảng mùng 10 tháng 6. Vải muộn thì từ khoảng mùng 10 tháng 6 cho đến khoảng đầu tháng 7. Thì rõ ràng là với cái vải muộn, vải đúng mùa đó là vải thiều, lục ngạn thì chắc chắn là chưa phải là giải cứu. Bởi vì bây giờ mới bắt đầu đến mùa và chúng ta đang còn sản phẩm chưa ra nhiều trên thị trường, cho nên vẫn tiêu thụ kịp thời, không có vấn đề gì về giải cứu. Chính quyền tỉnh Bắc Giang cũng đánh giá cao việc thay đổi tư duy trong phân phối hàng hóa nông sản địa phương tại các điểm bán. Điều này đang góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ thương hiệu nông sản tại địa phương. Đến tiêu thụ bà con nhân dân là chúng tôi hoàn toàn đồng tình ủng hộ, nhưng mà cũng mong muốn rằng là chúng ta mang một cái thông điệp đến là hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân ở Bắc Giang trong cái vùng dịch, chứ cũng không nên dùng cái từ giải cứu nông sản. Khi mà nông sản chúng ta có thì nếu mà để giải cứu tức là nó mang cái tính thụ động, nên là chúng ta tổ chức hỗ trợ, là dành cái thế gọi là chủ động trong cái tiêu thụ nông sản. Và cụ thể như Bắc Giang thì tỉnh rồi các ngành tham mưu rất là chủ động trong cái việc là tiêu thụ nông sản. Và đến hiện nay thì có thể nói là cái việc tiêu thụ nông sản diễn ra là có thể suôn sẻ. Hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Nội có rất nhiều điểm phân phối nông sản cho bà con Bắc Giang. Sản lượng phân phối trung bình từ 2 đến 10 tấn mỗi ngày. Dù rằng con số này không quá lớn, nhưng đã và đang tiếp sức cho bà con Bắc Giang chiến thắng đại dịch COVID-19. Thời điểm này thì tại các tỉnh Trung Bộ, nông dân đang bước vào vụ gặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thì những người nông dân lại may mắn có được vụ xuân thắng lợi. Nếu như trước đây người nông dân quan niệm nhất nước nhì phân để có một vụ mùa bội thu, thì nay trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhất giống nhì phân lại quyết định sự thành công của mùa vụ. Với giống lúa VNR20 chống chịu sâu bệnh tốt cho năng suất tới 8,5 tấn trên 1 hecta đã được Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam Vinasit đưa vào gieo trồng tại Thanh Hóa, đang cho thấy hiệu quả đáng kể cho người nông dân. Những trà lúa xuân tại thôn Thành Sơn, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang chuẩn bị cho thu hoạch. Vụ này, nhà chị Vân Anh trồng thử nghiệm giống lúa VNR20 của công ty cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam. Để kiểm nghiệm năng suất giống lúa, dưới sự chứng kiến của những người nông dân trong huyện, chị Vân Anh cùng nhân viên của công ty sẽ tiến hành kiểm tra năng suất lúa trên 1 m² đất. Bà San 1 cân 3 rồi. Cân 3 lạng. Khác đây là gì ạ? Lương 38 ạ. Cân 2 năm lạng nhá. Và kết quả thật bất ngờ khi cân. Trên 1 m² lúa, thu về 1,52 kg thóc. Đây là một cái giống lúa thuần, năng suất chất lượng. Và qua cái dạng hình, chiều cao cây, bông lúa, tỷ lệ đã đóng hạt dắt và đặc biệt là cái bộ lá rất khỏe, sẽ chống được các loại sâu bệnh. Chiều cao cây thì chống được đổ, cái mức độ thâm canh thì nó năng suất thì chúng tôi thấy rất phù hợp. Trong thời gian qua, huyện Thiệu Hóa đã tiến hành thử nghiệm giống VNR20 tại 8 xã trong huyện. Sau 4 vụ theo dõi, ngành nông nghiệp huyện này đánh giá đây là một giống có tiềm năng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và đặc biệt cho năng suất cao. Đối với vụ xuân thì thông thường tất cả các điểm của chúng tôi làm đấy đều đạt năng suất từ 375 cân cho đến 420 cân trên một sào, tức là tầm 75 đến 81 tạ trên một hecta. Còn đối với vụ mùa năm ngoái khi theo dõi thì chúng tôi thu được là 62 tạ trên một hecta. Về cái chống chịu sâu bệnh đấy, với cây lúa, với thân hình của cây lúa thế này, dạng lúa thế này, thì hầu như là với vụ xuân này là một trong những vụ mà nhiều sâu bệnh nhất, chẳng hạn như là bệnh đậu ôn, bệnh khô vằn hay là bạc lá, thì hầu cái giống VNR20 này không mắc. VNR20 là giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao, được công ty cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam Vinasit nghiên cứu và chọn tạo. Giống lúa này đã được đánh giá ở tất cả các vùng miền trên cả nước. Đặc biệt đây là giống lúa cảm ôn nên có thể gieo cấy được cả 2 vụ. Giống VNR20 cho năng suất rất tốt, trung bình đạt từ 7 đến 7,5 tấn một hecta, thâm canh đạt 8,5 đến 9 tấn một hecta. Ngoài ra, giống VNR20 thấp cây, chống đổ tốt, chống chịu được với các loại sâu bệnh và có phạm vi thích ứng rộng. Nhờ đặc tính này, tháng 9 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng mới đối với giống lúa thuần VNR20 của Vinasit.
Tại Thanh Hóa, vụ xuân năm nay, Vinasit triển khai chương trình liên kết sản xuất hơn 1.000 hectare, trong đó có 500 hectare là giống VNR20. Vinasit ký hợp tác cung cấp đầu vào và bao tiêu sản phẩm, tập huấn kỹ thuật đầu vụ cho nông dân, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên cánh đồng. Nhờ đó năng suất gạo đạt chất lượng cao, người nông dân yên tâm khi được thu mua giá lúa cao hơn thị trường. Công ty Vinasit bao tiêu về cái sản phẩm của giống lúa này, bà con rất chi là yên tâm trồng. Tại vì khi trồng ra giống lúa đạt năng suất đã cao rồi và được bao tiêu sản phẩm một tạ ăn bằng một tạ ba so với các cái giống lúa khác trên thị trường, tùy theo từng thời điểm của giá lúa trên thị trường. Chúng tôi thì cũng nhận thấy rằng là cái yêu cầu về dinh dưỡng, về an toàn thực phẩm rất là cao. Do vậy là chúng tôi liên kết với các hộ bao tiêu, các hộ tích tụ lớn để chúng tôi có thể có những điều kiện hướng dẫn chăm sóc với mức độ thuốc bảo vệ thực vật thấp để an toàn ngay trên từng hạt lúa chúng tôi thu về. VNR20 không chỉ là giống lúa cho năng suất cao mà còn đạt chất lượng tốt. Hạt gạo trắng trong, không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm. Trong thời gian tới, Vinasit sẽ mở rộng vùng trồng, liên kết bao tiêu sản phẩm trên những cánh đồng tập trung để tạo ra sản phẩm lúa gạo chất lượng an toàn tới người tiêu dùng.